tất cả cô chú anh chị luôn nha. Đây, tài xế bữa nay có anh Hiển nghe theo người cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị luôn. Chung xe đang chạy lung lắc quá, chứ bữa nay mấy đứa cháu mình có một chuyến đi Vĩnh Long, ngày của huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long, thì trên thành chiến bắt rắn nha cô chú. Thì bây giờ mấy cháu mình đang tên xe, đang ở nhà, hiện chạy là rước chú 7 chú 10. Chú 7 chú 10 đi. Thì đây là quay từ mình ra chú 7 chú 10 khoảng 3 cây số ạ. Là mấy chú cháu mình chiến cái con rắn hổ đó nha cô chú anh chị. Nói chung là lột cái da bự lắm, lột cái da hậu sáp bự lắm. Khu Long Hồ mà khu ở đồng ruộng. Bây giờ là 5 giờ 10 phút. Mấy cháu lên tạm chắc cũng 7 8 giờ rồi. 7 giờ 7 8 giờ qua phần. Nói chung cả trăm cây á, trăm ngoài trăm cây. Trời lúc chú 7 chú 10 rồi. Quay lại cho cô chú anh chị xem. Bảy tôi mới dậy cô chú anh chị. Nãy giờ ra mình quên điện chú 7. Đây là nhà chú 7, còn nhà chú 10 mấy bên kia. Hai chú cháu chú 7 chú 10 là hai anh em ruột. Có nhiều cô chú anh chị hỏi hoài. Rồi xuống miệng đi chú 7, xuống miệng chưa? Rồi, chạy đầu ngon rồi. Lên thành đi, lên đầu đi. Là mấy cháu mình sạn bắt đầu chiến nha cô chú anh chị. Để chú 10 qua cái nữa. Đây chuyến này là cái này là hai bình rượu ông năm nhiều trẻ, một bình 3 lít 500 con hai bình. Thì chuyến này mình chuyên qua bán ông nhiều vẻ luôn nha cô chú anh chị, ngâm rượu luôn. Thì nói chung mình ship là khoảng cỡ chừng 100 cây đổ lại thì mình ship, còn xa quá xa thì mình không có ship nha cô chú anh chị. Xa quá là nhiều khi ship thì cái bình ông không có nhiêu tiền á, ship thì nó không, nó tại vì cái hàng này là shipper nó không có nhận của mình, tại vì bình thủy tinh á. Nếu mà cô chú anh chị muốn ship xa hay xa vậy á, là mình vô chai nhỏ mình mới ship được đó. Hai bình rượu ông, chuyến này mình qua mình bán rượu ông luôn. Cô chú anh chị nào mà có thích á thì cứ liên hệ mình trực tiếp, số điện thoại mình có nằm bên phần mô tả của kênh mình á. Chú 10 la tới cô chú anh chị ơi. Sáng ngáo ngậm nước thuốc mặc áo gió rồi rồi. Rồi rồi, giờ để mấy chú cháu mình xuất phát lên xe. Đi lên tới khu vực của Vĩnh Long á thì mình vô chiến con rắn đó là quay lại cho cô chú anh chị xem. Rồi xuất phát. Giờ mấy chú cháu mình vừa tới phà Đình Khao nha cô chú anh chị. Đây là bến phà Đình Khao. Này thuộc của Vĩnh Long. Mé bờ bên đây cũng là có huyện Long Hồ nữa nè. Bên kia cũng của Long Hồ đúng không? Đúng rồi. Mà lớn ghê luôn. Ba làn xe luôn. Tới chỗ rồi cô chú anh chị. Giờ chú dắt mấy chú cháu mình vô. Cái đường này quá nhỏ. Ủa cái xài tái một tím kỳ vậy ta? Xài một tím. Xài thái. Ủa, đi đó gà hả? Lại đi vô đường kia qua cầu quá nhỏ vô không được luôn. Dạ. Dạ dạ. Cái đường này quá nhỏ luôn cô chú anh chị. Mấy chú cháu mình cũng tới. Ở đây là chú ở đây là địa phận của Mang Thích hả? Địa phận của Mang Thích của Vĩnh Long nha cô chú anh chị. Thì bây giờ từ ngay chỗ mình đi vô tới chỗ bắt rắn khoảng 3 cây số nữa. Chú tên gì? Bà Diệu. Ba Diệu hả? Dạ. Ông ba nào anh Vũ? Được. Rồi giờ đi trước rồi. Rồi à qua đây luôn hả? Mình đi bộ tèn tèn đi. Còn xe chú. Câu ba trước đi, câu ba trước đi. Vậy là lúc trước chú bắt được con rồi hả? Chú đập con hả? Đâu bữa cách đây chừng nửa tháng xe cuốc mướn cho chỗ đó nó bắt con đang ấp trứng. Trời ơi.
Dạ. Còn cái con bắt được là khoảng bao nhiêu ký chú? Ký mấy không? Ăn ký à. Ăn ký hả? Còn con Minh chú thấy là cái da là bự hơn. Dạ. Nắp chấn gì vậy còn được nữa ha. Còn chứ. Cũng hên xui, nhiều khi bắt được cặp, nhiều khi bắt được con kia bắt không được luôn, bắt được cái còn được bắt không được luôn nữa. Nó đi á, đi ăn á. Rồi nó quên đường về luôn. Ở đây thuộc là của xã Thanh Đức. Mang thích thuộc của tỉnh Vĩnh Long nè cô chú anh chị. Mấy cháu mình cũng vô tới. Đây vô đây là thấy cái mùa xuân này là thấy sưng sưng tới nè. Đồng ruộng vậy là mình chịu à. Đó. Nó nằm ở trong ngay chỗ cái lùm cái tay mình chỉ á. Để chờ ông chủ nhà vô, chú chủ nhà vô dẫn mình đi cô chú anh chị. Cầm dép, lội ruộng nha cô chú anh chị. Đi bắt rắn đâu phải dễ ăn đâu hả chú, phải lội lủm tủm lủm bủm gì mới được. Dạ. Phải lội như vậy mới được chứ. Đâu da đâu? Thấy da là thấy da nó dắt ngang rồi. Lột đó. Đây nè. Cái này nè, mấy bò dắt ngang đây nè. Đâu có da đâu rồi? Đem vô nhà rồi. Ôi chú đâu rồi? Vô lấy nhà rồi. Lấy da ra hả? Là đây. Là cái đầu của nằm đây hả? Đầu đây nè. Cái đầu đó. Vậy dưới đó nó đi lên để lột nè. Ở đằng bên này cũng qua đây nè. Dạ, cái đầu nằm đây đúng không? Ừ. Mà cái đuôi nằm ở đây. Ừ. Là cái đầu nó là ở dưới đi lên. Đây ở dưới đi lên nó vuốt ngược đây nè. Dạ. Thấy cái đầu đó luôn. Dạ đúng rồi, ở dưới nó đi lên nó lọt cái chú. Cái da giờ thấy muốn bệnh nữa da rồi. Dồi cái da con rắn ông nội cha ơi. Khủng lồ luôn. Mẹ cái da rồi. Đó coi cái da chú bảy. 2 kg luôn. Nha cái đầu nè. Ủa? Trời đất ơi, da con rắn ông nội cha ơi. Tự cha thanh mẹ đẻ đi bắt rắn tới giờ thấy cái da hổ sáp vàng bự vậy trời. Sáp vàng hả? Sáp này cũng chì luôn như vậy. Không thấy hổ mới đem vô đi ăn thú vậy. Đất ơi cái da. Ở này nó cũng màu riêu giống như con trên kia. Này cũng mới đây cũng mấy ngày vậy. Thột tay vô thử coi. Này nó 10 ngày không ơi. Thọt tay vô được thôi, luôn á. Bự hơn cầm tay em nhiều mà. Tay luôn rồi. Cách nay 10 ngày rồi. Ôi giời ơi là trời. Ôi bắt con rắn này kỷ lục dạ. Rồi cô chú anh chị. Bữa trước là nó không thấy lột. Ôi cái da nó khủng khiếp luôn á. Bữa đó bữa ông kia thấy là mới lột luôn á. Thôi mọi người chỉ biết tắt lửa với da này không chú ơi. Qua trời cái da rắn rồi. Qua ngày sau tôi mới đi ra tôi lụm. Qua trời cái da rắn. Hết khủng khiếp cái da rắn thiệt chứ. Quá khủng của chú anh chị ơi. Anh em thấy cái da con rắn khủng chưa? Da khủng thiệt chứ. Nhỏ lớn giờ mới thấy luôn. Đi bắt rắn đi với chú Bảy 3 năm nay mới thấy cái da lần đầu tiên là bự cỡ này luôn. Thiệt chú Bộ. Rồi đó tôi da rồi 4 ngón tay. 4 ngón tay. Ừ. 4 tay anh thì 5 ngón tay em luôn. Rồi. 5 ngón tay em luôn. Đi lát ta bắt ra đó. Con rắn này nó thành tinh thiệt luôn. Hôm nay bắt hoài rắn cỡ 2,7-2,8 bắt hoài luôn cô chú anh chị. Hậu sáp mà bắt rắn cỡ đó đó. Tối như từ này chứ ở dưới quê mình là con cỡ chừng 1,7-1,5 kg 2 kg đổ lại là hiếm hai rồi, ký hai là thấy muốn bệnh rồi. Bên đây chú mùi. Trời ơi, lột đâu đây con nữa nè cô chú anh chị. Chỗ nào chú? Không nhớ chỗ nào đúng không? Lâu chưa chú? Mới đây luôn hả? Hả? Này
đâu lấm 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 để cho chú đi kiếm cái da, tại ổng mới thấy đây nè. Nó còn chuột nè. Mày chụp không? Thôi giống chụp. Trời ơi, bự. Mày chụp không? Mày giải ra. Thôi. Không được. Ra được luôn á. Dòng đất vô, dòng đất vô. Dòng đất vô đi. Quay cái đuôi lại thì chụp. Chú nói anh lọt cái dao sáp đằng kia nữa cơ mà ổng quên cái chỗ nào rồi. Đâu nó còn đứng đó nằm đó. Cái đuôi nó tơ tơ mà nó còn con miếng rồi chú vậy. Khoan chú, chờ con chút xíu đi chú. Dạ dạ. Mấy đang ở bờ đó. Bờ này còn chút. Rồi. Mất tiêu luôn rồi. Đâu anh Nam đem lại đây cho coi anh Nam. Mất tiêu luôn hả? Nuôi đuôi. Nuôi ngoài ký á. Nè chú bạn. Bắt chỗ được không? Được chứ. Trời ơi, cái đuôi hết điển cái đuôi rồi. Qua này đang hổ của chú anh chị ơi. Không có, có. Mấy rắn này. Đây đây đứa áo này bỏ vô đây. Mấy rắn này có thấy bắt được. Đúng rồi. Con rắn kia mới lột có mấy bữa. Từ từ lên tới để bắt để đừng để cho chú mày. Hai con phát hiện hai cái da rồi đó. Nhậu chỉnh chỉnh tôi mới đi ra đây nè. Bắt con chuột nữa cái tính. Ở đây nhà còn trống không chút, tụi con ở đây mai mốt con về luôn. Con quần ở đây hay một ngày con về luôn. Con thấy lên đây là con chịu rồi đó. Lên thấy da bị thấy phai. Ừ, là thấy chịu rồi đó. Còn trong nhà chỗ gắn con nhóc kìa. Trời ơi. Không thấy bự mà thấy con. Chừng nào bắt ra quay cô chú anh chị ơi. Kéo ra giãn gần giãn cốt chết luôn. Ai ơi. Ai ơi nó cứ nhắc. Ôi ơi. Đứt đuôi. Ôi nó cỡ nó bự rồi. Con nhắm nó ngoài hai con nhắm nó 2 kg. Bỏ đã bự rắn đòi lên trên 2 kg đó. Trời ơi, rắn quá trời. Cái da lột nó quần tay luôn vậy mà. Rắn nhỏ con này. Rồi chú Bảy kéo con chuột nó ra là con rắn nằm ở dưới đó luôn. Ôi ơi. Cống này cơm. Cống. Cái này một lát nướng cho nó dạng hùm luôn á Tân ơi. À, trời đất, cười cái cậy đuôi nó kìa. Ôi, con cống nó bự, con cống nó bự lắm à. Giờ lôi la không nổi này sao? Nó không ra nổi. Đâu? Đâu 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 con? Cống. Hả? Này đây kìa, này, đây em. Ngâm, thấy mẹ cho chết đi. Thôi, để cho sống chết. Ủa, vậy nè. Đó, ghị ghị chú Bảy, ghị. Con chọt vậy cái nó mất thế rồi là chú ghị nó. Coi chừng cái tay của chú con ghị chọt vô tay à. Đó. Nó mất thế nữa là nó ấy hả? Quá trời, ủa? Cống này cả kilo. Rồi rồi rồi. Rồi tóc da luôn rồi. Tụt tóc da kìa sao. Ê, 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 ê coi chừng nó cắn. Ồ nó khè nè, nó khè như rắn hổ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hai cái răng nó nè. Hai cái răng nó nè. Tóc da luôn. Đợt cười. Mày chọt nó đau nó mới. Rồi, bẻ răng nó cái này bắt đầu bỏ vô túi. Tiếp tục. Đợt con cống. Cống bự. Thôi, vô túi anh Nam. Được chưa? Trời ơi, con này nửa ký luôn. Hơn nửa ký. 700 nha. 16 rưỡi ăn luôn. Trời ơi. Cột lại. Cột lại lấy cân liền luôn. Thôi kệ, có con rắn ở lộn có con chuột được nè. Rồi con này 7 lạng mày ơi. Thì đó, sao lưỡi ăn lên. Khỏi cân 7 lạng. 7 lạng tính luôn cái bao á.
Chưa? Mới lên lên lên. Luôn bao á. 7 lạng luôn bao. 7 lạng đúng luôn. Trời ơi. 7 lạng 2. Trời đất ơi. 7 lạng 2 cho từ cái túi 20 gram thôi cho 7 lạng đúng. Cái túi luôn rồi à. Qua trời chết con chuột. Làm tới rồi. Nè, bỏ vô, bỏ vô. Mà hàng nãy ở ngoài bích hả chú bảy? Ôi giời. Dấu cũng ngon nè. Dấu cũ. Dấu cũ rồi. Dấu sao đó? À, dấu nó đi đó chú, dấu nó bò nè, bóng nè. Dấu này còn bóng nữa mà. Không, dấu này hơi cũ rồi. Còn để đào vô thử coi sao. Còn nằm trống á. Cái này nó bự bự tiếp vô chờ nè. Nó để mở ăn được, ăn để ăn lại không. Có ấy đầu đỏ. Có muối đầu đỏ. Cái giấy rồi còn đỏ mà. Quá trời trái luôn mọi người. Quẹo nè, quẹo ra ngoài đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dữ vậy. Đầu nó chưa lượm lượm. Sâu lắm luôn. Cái vô tới này nè, dọc này nó không có bóng nữa. Quơ lỏng bóng bóng. Thấy gì không? Thấy con rồi vô cho. Nó đút máy vô được đó. Được 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 được, con đút vô được. Tụi nó coi con đi thẳng múc bộ đẳng chú bảy ơi. Đó, chọt múc cái cây không tới đâu mà. Thấy gì không? Cái lỗ chỗ đẳng. Đằng đầu. Có hàng dưới luôn hả? Bông bông chuột con nè. Nè tống không? Chụp luôn, tống lỏng nè. Nè hang, nè hang tống lỏng rồi hả? Ừ. Nè, mới nói. Nãy giờ tao không có nẻ mà ảnh. Mới nói nó nghe bộ. Nãy giờ tao không bị mà. Nhất ghê. Con gà hang nó ráo. Đâu? Trời ơi, bỏ tin nó ráo luôn. Trời ơi. Không có tin nữa. Trời ơi. Ổ trứng lăn ráo luôn cô chú anh chị. Đằng kia là không có mà có lăn ráo. Chín trứng. Thôi. Nè. Thôi. Luộc. Thôi. Tàu luộc cái này luộc béo dữ lắm. Ở mé bờ bên kia bên anh Phong bảnh đó chú bảy. Nghe phà phà gì? Nãy nó phà gì ta? Phà An Bình. Mé bên phà An Bình, mé bên bển á. Anh Phong mới điện nó ông kia ông đi chặt sậy dọn vườn bị rắn hổ cắn cái. Chuyện đi trà đẩy rồi. Ở đây rắn hổ ghê luôn chú anh chị mà lên đây. Đi từ hồi sớm tới giờ kiếm con rắn bự. Kiếm rắn bự nó mất tiêu à. Mà mấy chú chỉ đây còn mấy con rắn mà mấy chú cháu anh kiếm từ sớm giờ không ra con nào luôn. Kỳ thiệt chứ. Gì? Dạ. Hả? Rít mở rớp đùi chứ. Cắn hả? Nhỏ xíu à. Mà cắn chưa? Cắn rồi. Trời ơi. Nhức không? Không nhất, cắn vô bắp đùi non mày thấy ghê nhất không? Cắn vô bắp đùi non mày thấy ghê nhất không biết. Trời ơi, giống mới vậy. Giống cũng được, mới. Hang gì đâu không cái trời. Còn cái hang, còn khai cái hang cũ đằng kia chút xíu lại xới luôn. Trời ơi, tăng tăng lên mép đùi luôn. Ừ,
Giờ lên đây có không có gì cũng làm với anh lon hai lon mới về được. Anh xuống anh lên vô xin muối đi. Chưa, tao rồi coi ở đây đi chứ mà tao phát hiện mà mày kêu tao đi sao được. Sao nãy đi ngang hang rồi mà. Đó chú Mười coi bên đó chú Mười nó không phải, tao nói không, tao nói mà chú Mười nói không phải. Cái dấu cũ thì lăn láng đó ta. Rồi sao giờ lại tao chú Quẩy chú Mười trở lại giờ mình thấy. Cái dấu thấy không, vô trồng thấy không chú Mười. Con dấu giống dữ luôn. Nhú chuột không vậy? Cũng, cũng cũng nói cái nó khoáng cho câu cái xanh dờn luôn mà trời. Kêu thùng bia rồi đó. Mấy cái con rắn bự này nha, nếu mà nó đi cái hang đúng cái hang nó đi là dấu bạch bạch bạch, không bao giờ mà dấu nhỏ vậy đó. Sâu nữa chứ còn đâu vậy. Giờ ra ở bà. Đúng rồi. Như cái hang hồi nãy dưới vậy nè, thấy dấu ít xịt không? Nhiều khi hên hên bắt được ra con rắn nhỏ hay sao? Rắn lột da sao quá. Nó đây nè má. Gì gì gì? Ê ê ê ê ê ê ê ê ê mới nói mới dòm lại chú Bảy nói ông chú Bảy đang đạo đó. Mày đạo cái cây đây 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 cổ rắn rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi sáng giờ mấy bản á chú Bảy, mấy bản bản này có ngáp sáng giờ ơi trời. Hình như con rắn này nó nghe mùi cái nó sợ kia nè. Hồi nãy mình mận chuột mình nướng nghe mùi nó sợ gì nè. Nướng mà. Mình mới mận. Thấy nó rồi đó chú Bảy ơi. Ê. Cái gì lấy gì chú? Thiệt luôn hả? Thôi. Con bắt sống luôn à. Đâu rồi? Con này lại đang đút máy vô coi mới thấy nó mới nằm đó tao. Để một bên đó đó. Ừ nó nằm trong bên đó đó. Con gì vậy? Gì cái bóng ở con ốc mà gì ông mày rắn mà sao mà có ốc được mày mới bị nó trắng chích con nhau chích vô có ốc đùi giờ nó tăng 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 rồi nó còn kìa còn còn có đúng không có rồi nó còn nó mà mất được còn như chưa thấy luôn tao ơi. Có thấy gì đâu. Hả? Đi nữa rồi, đi lên nữa rồi. Thôi cái hang nó vô nó luôn á chú Bảy ơi. Ê coi chừng con rắn bự luôn nha. Hang tầng dần luôn á. Hang bự lắm á. Cái gì vậy? Coi chừng chào ra ngoài nha. Coi chừng nó lên ngay chỗ lỗ dùi này luôn nè chú mày. Sợ nó ra lỗ dùi đó đó. Tự nhiên cái cây mình đó không có ăn nữa. Nó ốc dừa ông nội ơi. Không đi xéo qua. Trời ơi. Lấy gạo. Thấy chưa? Nằm qua mấy này nè ơi. Nằm đây nè, cái dây rắn chi. Để mình quét. Ôi vô đây giấu kìa. Kìa. Trời ơi, coi nè, đó, nằm sống đây kìa. Nè. Rút qua ngay ngắt. Nó đang rút. Ôi. Rút lên ngay lỗ dùi luôn á. Ừ, con sắp chì mà. Nó đang ruộng. Chấp chì đó ấy ấy tụi ôi ơi dữ không nè nè nó đen lộn lại đây rồi đâu có lộn lại đây nữa thắng nổ đường này
coi lên ngay lỗ dùi đó luôn á, nó nằm nè, thấy không nè. Rồi tới luôn chú Bưởi, không biết nằm mút trọng á, cái hàng này bự lắm á, không biết cái hàng này bự lắm mà không, nó nằm một vụn cục trọng á. Đó, hay nó lè lưỡi kìa. Đâu lè lưỡi đâu. Đó. Đâu. Đi xa mà có hè. Thấy rồi kìa. Đó. Vô chứ rồi chú mày. Thui luôn. Đó đây nè. Rồi. Đó. Mạng thấy để quên, vậy cho anh em xem chút xíu đi, lên mình bắt. Nắng nha anh em. Chứ coi trong mạng thấy lâu lắm rồi. Chưa bắt. Cái đầu có thấy không? Anh em thấy cái đầu không? Trời ơi. Ôi kìa. Cái đầu bự rồi nha. Được không? Đầu bự à. Vô máy thấy đầu bự lắm à. Rồi tắm đi cho ra ruộng rồi coi. Thôi ruộng nước không thôi. Nước không á. Kéo dài ra mới được. Ra nó dựng coi mới đã nè. Trong. Nói chung không uổng công mình đi lên tới đây, đúng không chú? Ừ. Dạ có. Ôi nhỏ ông ơi. Nhỏ, không bự. Con dễ chút con vậy. Nhỏ. Không? Ôi nhỏ mà. Nhỏ. Con này là con của con kia. Có khi nào hai con làm tổng luôn không? Con này kêu bự vậy? Kêu luôn. Ai biết thấy tông máy quay vô bự quá sao nó quay nhỏ xíu vậy? Bà nội của cha phát hồng mày vậy? Con nhỏ. Nhỏ. Mà ra thấy dấu nó đi không bự. Con này con của con kia chú ơi. Con này con của con kia. Hả? Thì đánh con của con kia á. Nè, con của con kia với con này nó có bự đó. Đâu. Con bự vậy? Con cá ký vậy? Con bự đó. Trời ơi, giữ kéo ra hoài tống nha chú mày. Cái giò tân. Giò cũng phải cái dao ha. Đó, tới chú mời. Rồi sao? Để ra coi. Nó đi tới chân ngay chú mời luôn á. Cái chân lấy chân đạp á. Đè đâu đấy. Đè nhẹ giải lên vụ. Mày hả Bưởi? Quá xuất sắc chú mười ơi. Lập công, chú mười lập công. Rồi. Kỹ không? Mày hả Bưởi? Trời ơi. Mày ít cắn. Con này hả? Wow. Bây giờ chú chính lạng đúng không? Chú chính lạng còn chú kia nhiêu? Ký đúng không? Rồi ok, lên cân đi biết liền nè. Cái rắn gì ở đây sao cái màu của nó cái sẩm sẩm mà. Đây đi vô đây nè chú Bảy. Ủa chú mười vô đây bỏ vô túi trần nè chú mười. Đây nam. Nè. Đông người đứng ngay. Đây. Con này hả? Thì giờ con cho hai chú đón nhiêu nè, đây là lấy cái cân cái túi cái nè. Chạy là quẩy lấy cái ấy kia vô nè. Một trăm 130g cái túi. Nãy thấy trọng quá mà. Nãy dòm cho ký đó. Lên chưa, lên cho người đi ra. Ừ. Rồi mà cho đi, đi cũng là người dân đi cũng nó bị dắt vô. Đó. Hai. Chưa
8 lạng rưỡi. Con này có 7 lạng 2 à. Con này có 7 lạng 2 à. Thấy chú nào đúng ký đâu ơi. Đúng không? Từ 130 gram còn 7 lạng 2. Đó. Rồi. Rồi, kệ nó bao nhiêu cũng được, cố rắn được rồi, bự nhỏ không cần đề. Nhưng mà có con rắn bự bắt không được, buồn. Thôi buồn xíu thôi. Trời ơi. Tiếng gì? Tiếng gì? Phải không? Đâu? Đi xuống dưới lụm luôn. Chỗ bia tới rồi, ra thằng ấy. Trời ơi, chỗ bia tới rồi hả? Từ từ đi. Rắn không hành nè. Ừ. Chân hô hành mà không biết nó còn nằm trong đây không biết, không có ông đâu đừng dòm nữa chú bảy ngay cái này trống rồi phải không đó. Đó. Lát đầy. Ờ, hồi nãy tôi thấy mấy mương này có luôn á đó. Đó này tôi thả đâu lát chứ nó thả bự bự 30 biệt lát ừ ăn mấy bự rồi bắt được không chú giờ bắt được không có không mày phải lội xuống mò giờ này phải mò mò hả. Ừ. Chắc con không dễ à. Mò trong mấy bụi bông chung á. Có cái chỗ nào có bụi rau mới có đó. Bụi bông chung, mấy bụi. Gì chú bảy? Đúng rồi, đây cái rắn ở trên đây ngộ ngộ thì chứ. Nó có màu nữa. Ổ đất. Vô những cái lỗ một chút xíu à trời. Rồi. Bên đây ổ đất thì thường. Hôm nay lên đây bắt mấy con là cái màu nó kỳ kỳ lắm, nó không có mà vàng vàng mà nó không có đen đen, nó bông bông kỳ kỳ lắm. Múc luôn. Múc luôn. Giờ này là 1:30 rồi cô chú anh chị. Thì giờ lăn lê bò lết hết lâu rồi kìa. Nói chung cũng hơn phút bù giờ được con được con 7 lần mấy. Ủa sao hồi nãy 6 lần mấy hay 7 lần mấy? 7 lần 2. 7 lần 2 đúng không? 7 lần 2. Giờ mấy cháu mình cũng ngồi đây chơi với chú chút xíu. Thì dọc về luôn. Cái con rắn bự da đang không rắn khủng á. Mất không được, mất tiêu rồi, đi đâu mất luôn rồi. Rồi giờ mình xin phép kết thúc clip lại đây, hẹn cô chú anh chị clip sau. Rồi chú Bảy Mười ơi. Rồi chào cô chú vậy, chào anh em. Rồi chào anh em cái chú ơi. Rồi chào tất cả cô chú anh chị luôn nha.